Xin chào quý vị, chào mừng quý vị quay trở lại kênh Phong thủy Lộc Tài, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi Thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy tại Việt Nam. Quý vị thân mến, vào dịp cuối năm cũ hay đầu năm mới, chắc hẳn ai cũng tò mò muốn biết vận thế của mình trong năm 2021 như thế nào, tốt xấu ra sao. Cũng giống như mọi người bước sang năm 2021 Tân Sửu, những người tuổi Canh Ngọ nữ mạng chắc hẳn cũng đang mong muốn tìm kiếm cho mình một giải pháp để sang năm mới có nhiều thuận lợi, gia đình hòa thuận, tài lộc vượng tiến, sức khỏe dồi dào. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi về tử vi tuổi Canh Ngọ 1990 nữ mạng năm 2021 Tân Sửu để biết được toàn bộ các hung của mình trong năm, kèm theo đó là những giải pháp giúp cho người tuổi Canh Ngọ 1990 nữ mạng luôn cảm thấy khỏe mạnh, hạnh phúc và viên mãn. Trước khi nghe Bảo Hân chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và ấn chuông để có thể nhận được thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm thông tin hữu ích hơn. Khi xem tử vi năm 2021 tuổi Canh Ngọ nữ mạng, quý bạn sẽ nắm bắt được sự tốt xấu của mình về các phương diện tài chính, công danh, gia đạo và sức khỏe. Qua đó, quý bạn sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất, đầy đủ nhất để có được may mắn, hanh thông trong năm Tân Sửu. Đặc biệt trước khi bước sang năm mới, dân gian ta vẫn thường làm lễ nghênh Thái Tuế ở ngoài sân trong lễ cúng giao thừa. Người nào biết mà nghênh thì sẽ được lộc trời cho, người không biết chẳng may bị phạm vào thì tai họa ập xuống liên miên. Đón các thần để được nhờ sự che chở cũng là một cách mà hầu hết các thầy phong thủy khuyên dùng. Để có được một năm mới an lành, may mắn thì quý vị sinh năm 1990 Canh Ngọ nên luôn mang theo bên mình một lệnh phù kim bài Thái Tuế. Để có được một năm mới an lành, may mắn thì quý vị sinh năm 1990 Canh Ngọ nên luôn mang theo bên mình một lệnh phù kim bài Thái Tuế. Lệnh phù gồm có hai mặt bằng đồng, mang theo kim bài Thái Tuế bên mình để tỏ lòng thành kính với quan hành khiển của năm, nhờ sự tương trợ của ngài mà cả năm được may mắn bình an. Quý vị thân mến, trước khi đi tìm hiểu rõ hơn về vận trình của tuổi Canh Ngọ trong năm 2021 thì chúng ta cùng điểm qua về tổng quan tử vi của bản mệnh trong năm 2021. Năm 2021, người tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 vẫn chưa thể thoát khỏi vòng vây của Thái Tuế. Sức ảnh hưởng của vị thân lưu niên đã giảm bớt. Song cục diện tương hại với Thái Tuế tạo tổ hợp thực thần sinh tài, công việc khó khăn, áp lực tinh thần lớn hơn trước. Bản mệnh liên tục vướng vào rắc rối liên quan đến giấy tờ, thủ tục do hung tinh tử phủ tác động. Năm nay thì cũng cho thấy trong năm bản mệnh nên kiềm chế nóng giận, nếu không sẽ bị lãnh đạo khiển trách, thậm chí là bị mất việc. Hơn nữa do Thái Tuế tương hại nên nữ Canh Ngọ 1990 sẽ gặp một số xui xẻo trong năm 2021. Những sai lầm trong sự nghiệp do sơ suất sẽ gây ra hiệu quả nghiêm trọng hơn và mang lại tổn thất lớn cho doanh nghiệp. Trong năm 2021 thì cô gái tuổi Ngựa sẽ sa vào đào hoa tàn, thậm chí còn vướng vào tình cảm của người khác mà không hề hay biết. Khi chọn mục tiêu thì bạn nên cẩn thận, đừng để bị lừa bởi những lời ngon ngọt của người khác. Để có một năm phát triển hơn thì Thầy Gia Cát khuyên tuổi Canh Ngọ hãy đeo vòng Bát Bảo Tâm Kinh hàng ngày. Bát Bảo Tâm Kinh là một trong những pháp khí của nhà Phật, sẽ giúp bạn xua đuổi hung tinh và kẻ tiểu nhân luôn rình rập hãm hại. Đồng thời vòng tay sẽ giúp bạn tăng phúc, cải mệnh, tăng may mắn, chiêu tài lộc, chiêu mời quý nhân hỗ trợ và giúp đỡ bạn biến con đường sự nghiệp của bạn trở nên thuận lợi, hanh thông và thành công hơn trong năm 2021. Vòng có sức mạnh lớn như vậy là do kết cấu của vòng rất đặc biệt. Mặt trước của vòng là 8 pháp lớn của nhà Phật, cộng thêm vòng trong cùng được khắc bộ lục tự đại minh chú Om Mani Padme Hum, mặt sau là bộ chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, kèm theo đó là hình ảnh đài sen được chạm khắc tinh tế. Cuối cùng là phần trên của vật phẩm có một bông hoa bạch liên sức sống mãnh liệt và thuần khiết. Tất cả đều tạo nên một vật phẩm hoàn hảo giúp bạn có một cuộc sống gặp nhiều điều tốt lành, tiền tài dư giả và luôn bình an. Quý vị thân mến, để có thể nắm rõ là số tử vi năm 2021 tuổi Canh Ngọ nữ mạng sẽ dựa vào sao hạn và các sao chiếu theo năm. Qua đó có thể kết luận về cuộc sống của bản mệnh theo 4 phương diện chính: tài lộc tài chính, công danh công việc, tình duyên gia đạo và sức khỏe. Từ đó quý bạn sẽ có được cái nhìn tổng quan nhất về công việc cũng như cuộc sống của mình trong năm 2021. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tiếp chương trình. Thứ nhất là về mặt sự nghiệp. Dù bản mệnh là một người hăng hái, quyết tâm cao và cũng khá tham vọng trong sự nghiệp, nhưng do ảnh hưởng của cục diện hại Thái Tuế mà tinh thần ấy ngày càng giảm sút. Cảm xúc bất ổn khiến công việc của nam mệnh Canh Ngọ gặp khá nhiều khó khăn trong năm Tân Sửu 2021. Hơn nữa trong năm thì bản mệnh dễ vấp trong công việc là hay mắc sai sót hoặc là thường bỏ qua vấn đề nhỏ. Chính vì vậy bản mệnh cần nỗ lực nhiều hơn và bớt cầu thả. Ngoài ra thì nữ tuổi Canh Ngọ nên chú ý hơn đến mối quan hệ với đồng nghiệp, không nên bàn tán chuyện đúng sai của người khác sau lưng. Khi đồng nghiệp có tranh chấp thì cũng cố gắng đừng xen vào. Đặc biệt nếu nữ Canh Ngọ có ý định đổi việc thì không nên thay đổi công việc trong năm nay. Bản mệnh nên tích cực nâng cao khả năng của mình, dù công việc không suôn sẻ cũng đừng có ý định chuyển việc. Để có một năm sự nghiệp phát triển rực rỡ thì nam tuổi Canh Ngọ hãy đeo vòng Bát Bảo Tâm Kinh hàng ngày. Bát Bảo Tâm Kinh là một trong những pháp khí của nhà Phật, sẽ giúp bạn xua đuổi hung tinh, kẻ tiểu nhân luôn rình rập hãm hại và chiêu mời quý nhân hỗ trợ, giúp đỡ con đường sự nghiệp của bạn trở nên thuận lợi và thành công hơn trong năm 2021. Thứ hai là về mặt tài lộc. Vận trình tài lộc của nữ Canh Ngọ 1990 trong năm nay 2021 không được tốt cho lắm. Do công việc không như ý nên tài lộc bị hao hụt, tiền thưởng, tiền lương cũng giảm đi rất nhiều. May mắn là họ không tiêu xài hoang phí, cơ bản có thể đáp ứng đủ chi tiêu hàng ngày. Đối với những bạn nữ thích đầu tư vào tài chính thì bạn phải thận trọng trong năm nay do vận tài chính cá nhân của bạn không được tốt, rất có thể sẽ bị hao hụt nhiều của cải do đầu tư sai cách. Nếu bạn muốn cải thiện túi tiền, cách tốt nhất là làm việc chăm chỉ hoặc là một số công việc bán thời gian trong thời gian rảnh rỗi. Nhưng khi tìm việc làm thêm thì đừng quá tin tưởng vào người khác. Để có thể kích tài lộc lên thì thầy Gia Cát khuyên tuổi Canh Ngọ hãy đeo pháp khí nhà Phật Bát Bảo Tâm Kinh. Với sức mạnh của pháp khí này sẽ giúp bản mệnh tăng may mắn và chiêu tài lộc cho sự nghiệp, công việc, việc đầu tư hay kinh doanh của bạn trong năm 2021 này. Thứ ba là về mặt tình cảm, gia đạo. Theo tử vi năm 2021, tình cảm của nữ 1990 Canh Ngọ năm nay tương đối gập ghềnh. Đối với những người đang yêu sẽ xảy ra một số mâu thuẫn. Nếu không xử lý tốt thì bạn có thể phải đối mặt với chia tay. Đây là một đòn rất nặng đối với nữ tuổi Ngọ. Còn đối với người đã có gia đình thì nữ Canh Ngọ và chồng có vận tình cảm không tốt lắm. Dù mới kết hôn nhưng tình yêu đã dần phai nhạt, hai người dần cảm thấy chán nản với hôn nhân. Để có thể cải vận tình duyên thì thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy đeo vòng tay tam giác khai vận dần ngọ tuất hàng ngày. Khi mang theo bên mình thì vòng tay sẽ giúp bản mệnh kích hoạt tình duyên và vận đào hoa của bạn trong năm. Vòng tay còn giúp xua tan mâu thuẫn trong nhà, tình cảm vợ chồng ngày càng khăng khít và bền chặt hơn. Đồng thời mong rằng năm 2021, người độc thân sẽ sớm tìm được nửa kia của mình. Thứ tư là về mặt sức khỏe. Sức khỏe của nữ tuổi Canh Ngọ không được khả quan trong năm 2021, nhất là những người mới sinh con có thể mắc một số bệnh do chưa hoàn toàn bình phục hoặc có thể gặp tai ách như đau lưng. Khi cơ thể xảy ra hiện tượng này thì bạn phải đi khám và điều trị kịp thời, tập thể dục thường xuyên trong sinh hoạt, nâng cao sức đề kháng, chú ý kết hợp làm việc và nghỉ ngơi, không nên làm quá sức. Ngoài ra thì nên bổ sung những cái thực phẩm trong bữa ăn hàng ngày để đảm bảo đủ chất dinh dưỡng. Chính vì vậy, bản mệnh hãy sử dụng vòng tay tam giác khai vận dần ngọ tuất với năng lực tam hợp khí sẽ giúp bản mệnh đả thông năng lượng ngưng tụ thiên địa nhân khí, cân bằng ngũ hành, giúp bản mệnh có một sức khỏe tốt hơn. Đồng thời, khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên mình, vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, thị phi và những họa ngầm trong những chuyến đi, tránh những va chạm và đụng độ không đáng có. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo, Bảo Hân xin chia sẻ sao hạn của tuổi Canh Ngọ 1990 nữ mạng trong năm 2021 để giúp các bạn có cái nhìn tổng quan nhất và tìm được cách giải quyết phù hợp nhất. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tiếp chương trình. Thứ nhất là vận hạn năm 2021 của tuổi Canh Ngọ 1990 nữ mạng. Trong năm 2021, nữ mệnh tuổi Canh Ngọ sẽ gặp phải Hạn Huỳnh Tuyền. Hạn Huỳnh Tuyền chủ về sức khỏe. Khi gặp phải Hạn Huỳnh Tuyền có thể bị mắc chứng bệnh đau đầu, đau người, sức khỏe giảm sút. Chủ sự thường bị đau đầu, chóng mặt, mặt mũi xây sẩm làm ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày. Nếu kinh doanh buôn bán bằng đường thủy, đường sông nước sẽ không được thuận lợi, gặp nhiều khó khăn, trắc trở. Nhìn chung thì tất cả liên quan đến đường thủy, đường sông nước thì chủ sự không nên tham gia, dù ít hay nhiều cũng có thể để lại hậu quả khôn lường. Đặc biệt nếu việc đứng ra làm chứng hay chứng nhận công việc gì hoặc cho ai đó dễ sẽ mang họa, gặp nhiều chuyện bất lợi dẫn tới tiền mất tật mang, đồng thời làm cho cuộc sống của mình cũng như của gia đình không được ổn định. Như vậy hạn Huỳnh Tuyền là hạn về sức khỏe, nhẹ thì sức khỏe suy yếu, nặng có thể dẫn tới tử vong. Vậy nên bạn cần đặc biệt chú ý về sức khỏe, không nên quá chủ quan coi thường bệnh tật mà dẫn tới Huỳnh Tuyền, trọng bệnh số lâm chung. Ngoài ra thì bạn nên kiêng những việc làm kinh doanh bằng đường thủy, cũng như đứng ra làm chứng cho bất cứ ai và việc gì trong năm 2021. Thứ hai là sao chiếu mệnh năm 2021 của tuổi Canh Ngọ 1990 nữ mạng. Trong năm 2021, nữ mệnh tuổi Canh Ngọ sẽ bị sao Thổ Tú chiếu mệnh. Sao Thổ Tú là một hung tinh trong cửu diệu tinh. Khi bị sao Thổ Tú chiếu mệnh thì làm ăn khó thuận lợi, xung quanh luôn có những tiểu nhân rèm phá hoại, mọi sự khó thành. Chính vì vậy cần chú ý phân định rõ kẻ tiểu nhân, đừng để bị lợi dụng mà hại thiệt thân. Khi bị sao Thổ Tú chiếu mệnh thì sức khỏe sẽ không được tốt, hay bị đau ốm, nhưng bệnh không quá nặng. Chuyện tình cảm cũng không được suôn sẻ, gặp nhiều trắc trở, xảy ra nhiều cãi vã, tranh chấp không đáng có. Vừa rồi thì quý vị và các bạn đã nghe bài phân tích về tử vi năm 2021 của tuổi Canh Ngọ 1990 nữ mạng. Để cập nhật được nhiều hơn về thông tin tuổi của mình trong năm 2021 và những năm tiếp theo về sức khỏe, gia đạo, công danh, sự nghiệp, con cái, quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những thông tin mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Bảo Hân rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.